sáng 14 tháng 2, học sinh các khối mầm non, tiểu học và khối lớp 6 đã trở lại trường. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số trường trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh, học sinh đi học trở lại khá vui vẻ, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, các em được xịt khử khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào trường. Việc học sinh trở lại trường học đã nhận được sự đồng tình và những ý kiến tích cực của phụ huynh học sinh. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc cho học sinh tới trường trong thời điểm số ca F0 tại Tây Ninh vẫn còn ghi nhận, không có nghĩa là liều lĩnh bất chấp, mà đó chính là sự cần thiết để tránh cho học sinh những hệ lụy lâu dài về sức khỏe tâm sinh lý. Quan trọng nhất là cả nhà trường và gia đình cùng trang bị kiến thức phòng chống dịch cho các con. Thì cứ nhà trường đã đảm bảo đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đầy đủ thì phụ huynh thì cứ thế mà cho bé đi học. Thì sáng nay thì 14 tháng 2 thì tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã tập trung. Còn trước đó thì học sinh ở khối 7-9 thì đã tập trung từ trước. Thì nhìn chung thì đa số là phụ huynh ở đây cũng đồng thuận với ngành, đó là cho con em đến trường. Thì trong thời gian qua thì ở khối 7-9 thì đa số các em là đi tương đối là 100%. Song song với công tác đo thân nhiệt, khử khuẩn cho học sinh và phụ huynh, các trường học cũng đã tập huấn cho cán bộ giáo viên các phương án sẵn sàng xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong trường học. Thì trước khi mà tập trung thì nhà trường cũng có sinh hoạt về cái tình hình mà phòng chống dịch của đối với cho học sinh cũng như giáo viên. Thì cũng thông báo nhắc nhở giáo viên là trong quá trình giảng dạy thì thường xuyên quan tâm lớp học sinh của mình. Ví dụ có biểu hiện mà sốt nóng thì kịp thời báo cáo cho nhà trường để nhà trường có hướng xử lý hoặc là trao đổi để trở lên trạm xá để test nhanh. Rồi một mặt thì cũng phân công các thầy cô là nhắc nhở, thường xuyên nhắc nhở học sinh là thực hiện cái 5K đối với bản thân cũng như là học sinh. Phối hợp với nhà trường, nhiều phụ huynh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như bánh, trái cây, nước uống, sữa cho con em mình sử dụng vào giờ ra chơi, để hạn chế việc học sinh tiếp xúc với nhiều người và không phải ra khỏi lớp học vào giờ nghỉ giải lao. Là mỗi bé là như bé của em á, là khẩu trang em đeo, xong rồi em phải bỏ dự bị vô trong cái túi của bé nữa, một bịch nữa, rồi có bình nước riêng và sữa và bánh vào ăn vào giờ ra chơi, là không có được ra khỏi lớp, ngồi ở trong phòng học thôi. Nói chung là dưới sự giám sát của cô giáo chủ nhiệm. Và chuẩn bị cho bé khẩu trang, nước riêng, với lại cho bé đem theo cái đồ sát khuẩn. Giờ đi học, tại mình giờ mình sống chung với dịch đó, nên thì cho đi học trước đi, rồi tới dịch thì mình phối hợp với nhà trường thì cách ly sao. Đối với học sinh mầm non từ lớp lá 5 tuổi, sáng 14 tháng 2, nhiều phụ huynh cũng đã cho con em trở lại trường học trực tiếp. Trong tuần này, học sinh mầm non sẽ chỉ học một buổi và dự kiến đến ngày 21 tháng 2, học sinh mầm non mới học bán trú trở lại. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để đón học sinh, bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn theo quy định, có phương án ứng phó, chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn và bảo đảm an toàn cho học sinh.